Dạ. Sao? Mệt quá hả? Thì biết rồi, nhưng mà con mua chiếu rồi nữa. Ừ, chiếu mua được mày cho 1 cái rồi. À. Cho 2 cái hả? Thì ta gặp phượng nó mới chạy vô quán thôi. Rồi bà lên nhà đi. Lên nhà ơi. Sao lên đâu nổi. Lên lên. Nè. Lên nổi. Nó tỉnh cậu. Đi ha, còn vô đai thể cắt mua thôi. Ôi nhà này làm rồi im nè, dừng dách rồi lại cho hết rồi. Hả? À. Sửa rồi luôn. Nhà này mưa hết sợ rồi đó. Hết sợ mưa rồi. Dạ. Cửa đâu này kia hết sợ sập rồi nè. Còn lắp điện cho một cái nữa. Lấy cái giường lên. Son nồi luôn đó. Đang hàng luôn đó. Ôi đặng đâm lên tí. Con này. Con tức tức chào quá. Con đã sang. O mẻn hả? O không? Dạ. Ồ, giường mới luôn quay. Để nó gáp luôn út ơi. Cho nó thấp dễ lên rồi lên. Dạ. Dạ. Mừng quá hả? Bà mừng không? Lên vô gáp luôn. Cô là cháu bà hả? Hai con. Ở trong xóm. Hàng xóm hả? Ừ. Dạ. Mày nuôi. Mày nuôi. Vợ sao của ông già tôi. À. Gáp cho bà coi rồi cho bà lên thử coi. Cửa sổ là sao? Gáp góc này nè cho bà nằm đây cho mát nắng. Chú tiếp gáp đi, mở cái ấy coi. Bỏ dao nó quay vô nó ở trần nữa. Kệ đấy sao đó. Cầm dao thấy ghê quá. Vậy. Ok quay tôi kệ ta là nó. Tha bạn lại. Có không? Có cậu lớn. Tha chắc cách mừng quá cái tha. Yeah. Lụm máy này ra nè Di. Ừ để gần cửa sổ nó cho nó mát. Nè, lấy ra ngoài đi. Bà ơi, lại này coi đồ mới cái coi. Dép mới coi. Dép mới. Dép mới. Lại đây nè, lại đây. Lại đây luôn.
Em ơi. Thử coi, vừa không? Em quá luôn ơi, vừa luôn. Đứng lên coi bà. Khoát lên thử coi, được rồi, được rồi. Ê, bà ngồi lên đây để cho dễ mà. Thôi khoan, đợi xíu, cái này rồi nè, để lên đây nè. Áo đẹp ơi. Bữa nay êm à. Rồi. Rồi nè, để chiếu lên này cho bà ngồi đây. Đây là lộn lại. Rồi bà lên đây ngồi đây cho dễ mà. Mang dép vô luôn, mò lên luôn. Rồi. Em ơi. Đây, dọn đồ qua đây. Đây còn ba bộ nữa nha bà. Đây một cái khăn nữa nè. Ba bộ nữa nè. Cái này tới nữa. Cái này tới nữa là con làm cái ổ điện ở dưới tháp á, cho bà ghim vô nấu nước uống, khỏi cái nấu ấy nữa. Nè. Cơm này chắc không có nấu rồi phải không? Sao không nấu? Có nấu không? Này là cháo gói ha, nấu nước ăn cháo gói. Cái này là sữa Ensure nè. Đây mình uống thử một lon cái đi. Không, cái này không có đau bụng đâu nha. Không giống cái bơ hổm đâu. Sữa này êm lắm. Dạ, sữa này không giống sữa bơ hổm đâu. Sợ. Này không phải sữa tươi. Sữa này uống liền. Nè, sữa này uống ngon lắm, không có đau bụng giống bơ hổm đâu. Thử coi. Yeah. Nè, sữa này được, không có đau bụng đâu. Nè. Uống đi, lấy cái khăn nè. Cái này để gắn vô cái bồn nước á, để cho nó lên trên cao á, rồi xài xuống. Cái này mình mượn cái này để cái bồn nước được không ta? Đây ra ngoài á, để cho bà ngồi xài, chút khiên ra ngoài luôn. Để bồn nước lên. Ha, con mua cho hai lớp Ensure ha. Rồi hết con mua nữa. Hả? Này cháo gà nè. Còn nước giờ tạm thời để đó đi, để rồi sắp xếp cái chỗ sao đó. Kêu đây sao này. Được không, để ngoài sao này nè. Để tắm hả? À, bà uống đồ luôn, bà có nên mà. Không có, này để dành nước xài, tắm rửa rồi kia thôi. Tắm rửa thì ở sao này luôn. À. Sao tiện hơn.
Cái này là son nồi chén rồi nè. Đó. Cái này là cái kệ để son nồi chén lên ha. Có gì cô ở đây đó coi tiếp 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 bà. Rồi đây mùng mình gối rồi này kia ha. Rồi tới nữa văn cho bà đi. Rồi là ngủ êm rồi đó. Hết lo rồi đó. Ý con á, là muốn để cái bồn này cho bà đặng bơm nước lên cho bà tắm ở trên này nè, xài trên này. Chứ bây giờ mà xuống sông nguy hiểm quá. Để đây nè. Để đâu? Để đây nè, bây giờ là chú dỡ cái này bỏ hết. Chú lấy cái chú nối cái trái nhỏ đây cái đây. À. Đặng cho bà nấu nước rồi tạm thời cái rồi có để bồn nước ở đây bà bước ở đây. Rồi vậy khi nào làm cái này xong rồi gắn cái đó ha. Rồi giờ giờ đem cái bồn để ở đây đi. Đem bồn vô nha. Dạ. Rồi rồi. Vậy con gửi mấy cái giò ở đây luôn nha. Bữa nay là yểm rồi quay. Bữa nay là nhà cửa đầy đủ đồ hết rồi đó. Cái này con để cho bà đó, bà muốn để đồ để đây để dành ăn uống rồi này kia hay là tới nữa đem ra ngoài cái trái đó để đồ đặt lên trên đó. Rồi cái đó là cái mùng nha. Cái này cái kệ để chén để ấy nè, sạch sẽ luôn rồi đó. Sao sữa này uống được không bà? Bà nói sao? Ham sữa uống được không? Được. Sữa này là ngon nhất rồi đó. Sữa không có còn sữa nào ngon hơn nữa không? Có sữa ỉa nè. Không, sữa này không có nha. Sữa này không có. Cái bữa hổm thì sữa tươi nó khác. À, còn này khác. Rồi có gì chú với cô á, lấy dây văn mùng cho bà ha. Tối nay bà ngủ luôn được rồi. Có mùng không? Có đó. Mùng mấy đó. À, thì hôm nay Thiện tới đây mua đồ cho bà, rồi quay những hình ảnh này xong cái ngày mai tới đây rồi công bố số tiền nữa. Tại vì đồ mới có chuyển về thành ra chưa có coi giá cả hay nhiêu đó, mua thì mua vậy đó. Rồi ngày mai con lại đây thăm bà nữa nha. Cháo gà nè, 20 luôn, ăn đã luôn. Đồ mới hết trơn luôn rồi đó. Có toilet, toilet thấy em không? Ta đi đi ra ngoài coi toilet. Mua đồ mới cho dặn cho bạn nghe, không dạ, cho cách đâu nghe. Cho bạn nghe. À. Hết mua nữa. À, sợ không bạn. Mấy người già hay để dành lắm. Ở đây cái toilet á thì Thiện làm cái hố ở đây, người trong này có cái bồn cầu thì bà đi trong này luôn. Ở đây thì mình không có xây tường mà dựng vách rồi xung quanh hết trơn luôn á. Thì cái này là phần của cô Hương Thái hôm trước 1,000 đô. Thiện sửa cái nhà phía trong với xây cái toilet. Thì cái Thiện hỏi cái phần giá lại như thế nào nữa, rồi sau đó cái clip sau Thiện sẽ công bố với tất cả mọi người. Cô nhớ kêu bà là vô đây đang đi nha. Rồi lấy cái lu nước ngoài đó, muốn nước để ở đây cho bà đi rồi dội trong này luôn. Chứ đừng có đi xuống sông nữa. Ở đây thì cái nhà vệ sinh á, thì cô chú nhớ là nhắc bà đi vô đây ha. Để cho nó có môi trường chút. Chứ đừng có đi dưới sông nữa, rồi bà lớn tuổi nó nguy hiểm lắm. Đi vô này. Rồi mở cửa nè, mở ra mở vô. Mai mốt với sao, tại vì bà nhìn thấy chữ đâu, viết chữ đây không phân sự cắm vào. À. Người khác mà cắm vào, chỉ có để là đi ra đi vô này đi ngang thôi được, có con đá đây tôi vô tôi đá thử chút rồi con má cái này chết liền á. Ủa sao mà nằm nữa rồi mệt hả? Yếu lắm rồi. Con phát cái mẹ ơi, con trao té đâu. Rồi bây giờ bà nằm nghỉ cho khỏe ha. Rồi tụi con về.
Rồi ngày mai con tới đây, rồi xong rồi công bố cái số tiền giúp đỡ nhà này. Rồi xong là con gửi cái phần tiền đó lại cho bà. Ít nữa để mua chậu cao ăn ha. Rồi sau này con sẽ tới thăm thường thường hơn. Có nghe đưa lần 100, 200 chứ không phải là đưa hết. Vậy cho nó có tiền trong mình ít thôi, nhưng không phải nhiều, nhưng mà có hoài. Chứ đưa nhiều quá thì ở mình nguy hiểm. Dạ. Mỗi mất 100 mấy ngàn đó nè, bà mất bà để túi không có đâu, mất tiêu. Thì đó, bởi vậy. Qua gái của lỗi chỉ mô, mấy tuổi. Bây giờ không có đồng bạc nữa. Thôi ngày mai đi con ghé con thăm bà, và chủ yếu là cô dọn dẹp với bà ha. Rồi sắp xếp lại đi. Nè con ha. Nè nè con. Giờ cô sắp xếp đồ cho bà ha. Chén đũa gì đó để đây ha. Rồi cháo gà gì đó. Rồi tụi con ngày mai ghé thăm nữa. Rồi. Gặp anh nghe hơi đằng sắp xếp thôi. Đi. Thịt thang. Tay cái hát bên tay nó bị chà tất cả. Chán cái nền này làm vách rồi lại thấy cái nhà nó rộng ra liền á. Lúc trước cái nhà nhìn thấy bề bộn lắm, thấy nó âm u lắm. Bây giờ thấy sáng rồi nè. Này hết sợ mưa gió rồi. Rồi đây mặt tiền, mặt cáo gì có hết rồi nè. Đợi cho không cơ gảnh cái tay dở cái này xuống liền nè. Mà bữa nay ta mắc đi mần cho là lấy đắng rồi. Thôi vậy tụi con đi luôn chú ơi. Con đi luôn cô ơi. Dạ. Thôi nhờ hàng xóm ha. Dạ.